Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất, mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo iRoot uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái kèo iRoot đến từ cái dự án Scope. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ iRoot để chúng ta nhận 280 cái đồng tước quyền SRT xấp xỉ 4 đô. Và cái đồng token này thì đã list trên sàn MEX, sàn Rbank và trên CoinMarketCap. Và nó sẽ phân phối về ví cho chúng ta vào ngày 15/7 nhé, năm 2022. Rồi ok, thì xin mời các bạn bấm nút Start, sau đó thì chúng ta sẽ làm cái phép tính ở đây. Và các bạn bấm vào Continue. Chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ đầu tiên, đó là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào cái nhóm Twitter. Và ở đây thì các bạn bấm theo dõi. Sau đó các bạn kéo lên. Các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Rồi các bạn quay trở lại bot. Chúng ta sẽ join vào nhóm Medium. Rồi ở đây các bạn bấm vào hòm thư hoặc bấm vào theo dõi cũng được. Rồi xin mời các bạn quay trở lại bot. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cái nút đô này. Ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái username Twitter. Thì để lấy được cái username Twitter một cách chính xác nhất thì các bạn khởi lại động lại cái app Twitter cho mình. Các bạn bấm vào avatar, các bạn sẽ thấy cái username của các bạn ở đây. Sau đó các bạn copy cả cái A còng cả username vào. Tiếp theo ở đây yêu cầu chúng ta gửi cái username của Medium. Thì các bạn quay trở lại cái Medium cho mình. Từ cái trang này các bạn bấm vào avatar ở bên góc tay phải. Các bạn sẽ thấy cái username của các bạn ở đây. Các bạn kích vào. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ ở trên này. Sau đó các bạn nhấn vào chép. Các bạn quay trở lại bot. Các bạn gửi cái link vào đây, sau đó các bạn xóa cho mình cái ký tự đằng sau đi, à, ký tự đằng trước đi. Chúng ta chỉ để gửi cái username thôi. Rồi tiếp theo các bạn nhấn đô. Ở đây yêu cầu chúng ta gửi địa chỉ ví ETH trên cái ví chốt wallet hoặc là MetaMask. Thì ở trên cái ví chốt wallet thì các bạn có thể lấy ở trên cái địa chỉ BEP20 hoặc là cái đồng Polygon hoặc là đồng ETH đều được nhé, bởi vì nó cùng một địa chỉ. Trên cái ví chốt wallet này các bạn lấy cho mình ở cái đồng ETH. Sau đó các bạn bấm nhận. Các bạn kích vào đây, chúng ta sao chép địa chỉ ví. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn gửi vào cho mình nhé. Rồi nhiệm vụ chúng ta như vậy đã xong. Trên đây là toàn bộ cái thông tin của chúng ta khi mà chúng ta tham gia vào cái dự án này. Các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè. Nếu như các bạn giới thiệu nhiều nhất thì các bạn sẽ thì các bạn sẽ đứng vào cái top 100 người giới thiệu nhiều nhất, thì các bạn sẽ nhận thêm cái phần thưởng từ cái dự án này. Rồi ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Khi nào có cái thông tin phân phối thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở trên kênh cũng như là ở trên hai cái nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.